Đấy, chúng tôi đang đến tỉnh đi vào thăm các cái cột gió tại các cái đồi cát. Đây, anh em tôi đang vào cột tổ gió rất vĩ đại, quá vĩ đại luôn. Trên đồi xung quanh thì toàn cát, mênh mông cát. Đây là quạt điện gió rất to, rất vĩ đại. Đi ngoài cứ tưởng là chỉ bằng cái cột điện, vào đây như thế là to, vĩ đại. Đây. Cột gió, chúng tôi đang vào thăm cột gió. Đây là cát nhé, toàn đồi cát. Mình sẽ lên đồi cát. Rồi. Bà già không được gì đâu, không nên đẩy được. Đây. Quạt gió quá mênh mông. Đấy, quạt gió quá mênh mông. Cao to, cao 150 m. Đường kính được sải quay là 30 m một bên. Sải cánh 30 m. Được chưa? Quạt gió cao 130 m, sải cánh 30 m. Đấy, quạt gió. Đây là những đồi cát này, chỉ có cát trắng không, đúng như chang chang cồn cát nắng mưa Quảng Bình. Đấy. Ghê chưa? Quạt gió. Đấy, quạt gió. Sải cái nhượng 60 mét chứ. Bắt đầu. Tôi lên, leo lên đồi cát. Leo lên đồi cát nhá, ở Quảng Bình nhá. Cát trắng ở Quảng Bình. Leo lên chiêm ngưỡng đồi cát. Đỉnh đồi cát. Đây là phi lao. Đồi cát này người ta chỉ trồng được phi lao thôi, không trồng được cái gì nữa, chỉ trồng được phi lao. Cát trắng luôn, mấy chục cây số toàn cát trắng.